quá đẹp, quá chuẩn. Rất tuyệt vời. Vâng, và hôm nay tiếp tục Lê Tuấn dẫn khách tới và test thử MB Rút 825 ở tại Tân Định, Tân Thành, Bình Dương các bác nhé. Nơi đây rất gì là bao la, cũng có đồi núi trập trùng và cao su xanh biếc các bác ạ. Thì ở đây đâu đó cũng có rất nhiều xe Ford và xe Belarus, tất cả các dòng xe đều có, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta máy cày luôn luôn gắn liền với anh em, với trong cuộc sống của chúng ta là môi sinh của mỗi con người, mỗi gia đình. Đấy, thì hôm nay em có dẫn một vị khách đến để test thử em Belarus 825 này vào một cái đầu đời 88 các bác nhá, có cabin và có chảo 6 rất đẹp. Và thử cái đầu tiên là một đường, thì chủ mới lên làm thì bị coi như không chưa quen máy đây. Đấy, và em đã đang bắt đầu thực hiện thao tác những đường nét của chiếc xe đang cày phá lâm các bác nhá. Đấy, tiếp tục đi một đường nữa, đang lên dốc và xuống dốc rất nhiều. Rồi, úi dù cái này mà lót một phát, tức là đang tiếp thử xe thì chạy về. Rồi, và bây giờ Lê Tuấn tiếp tục xí theo, cả nhà đi cùng Lê Tuấn nhá. Bác cuối cùng chúng cháu hay quên. Rồi, Lê Tuấn luôn luôn đi tìm những chỗ nào chỉ cần một cú điện thoại là Lê Tuấn đang có mặt ở bất cứ nơi đâu, khi đã cần nhân gọi, khi các bác Belarus, các bác Emirates, hoặc tất cả các bác Isiki, hoặc Zondia, hoặc các bác bên Ford Tuner thì đã có Lê Tuấn có mặt và quay lên cho cộng đồng chúng ta trong tiếng tiền. Và chiếc xe này hôm nay đã test thử và thành công hay không thì Lê Tuấn sẽ coi như là báo với các bác có thành công hay không. Còn bây giờ trước mắt thì đôi bên đã thực hiện những thao tác đúng không ạ? Đấy, nổ máy và chạy băm thử cũng như phá lâm. Đấy, đây các bác nhá. Đây, và bây giờ thì em vừa cày xong đây nha, em vừa cày xong này, dàn chảo vừa cày xong các bác nhá. Dàn chảo này rất đẹp, bánh lái này các bác nhé. Lê Tuấn thường review những ngày dàn chảo này. Đấy, thì có cả cái thương hiệu đầy đủ hết, dàn chảo 6 kèm theo cái đầu này các bác nhé. Đấy, thì hôm nay Lê Tuấn tiếp tục dắt khách xuống và đôi bên hình như là chủ cũng muốn bán, mà mua thì cũng muốn mua, thì đôi bên mạn đàm để chúng ta chiết diệt đưa về làm phục vụ cuộc sống của chúng ta. Mấy đời theo mấy đời kia đó. Để bỏ cái nắp này đi, chú bỏ nắp này chú cắt cái hộp đó đó. Đấy, bỏ thay cái nắp khác là được. Đây các bác nha. Nó phải thay nguyên thay nguyên thì nó chỉ bên kia là hôm đó tôi nó bị lỗ xấu thì tháo ra. Alo. Anh kia đây. Rã xe cũ mà các xe nhỏ gì ở chỗ mình lập hôm trước anh review chú đây. À thế à, thì ở đây có mấy chỗ, có mấy chỗ chỗ mình lập phía ở chỗ ngã ba Sóng Trào Bình Long thì cũng thường thường chứ lâu lâu ấy, nhưng mà bây giờ đang review gái đi, rồi chờ tí nữa điện lại nha, đang review xe. Rồi, cầu sau của Kubota phải không? Toyota xe ô tô hả?
À rồi rồi rồi, thì phải gặp về chỗ rãi xe. Ủa rồi, rồi rồi rồi, hôm nào đi qua thì anh gặp được anh bảo cho nha. Rồi, ok. Thì bây giờ cũng lúc nãy thì Lê Tuấn đã trực tiếp cùng với chủ mới lên thử. Thì chủ mới đang còn lạ xe, bất cứ ai vậy nha, lạ xe. Lạ nước lạ cái, lạ xe áng vậy thôi. Và thứ hai nữa thì chủ cũ lên, chủ nhà. Và đã thao tác rất nhanh quá, rất đẹp. Đấy, và bây giờ thì tôi Lê Tuấn nghe điện thoại đi. Alo, nghe đây. À, mà đó là 4 mét, hơn 4 mét một chút, hơn 4 mét một chút, hoặc là 4 mét. Nói tầm có 4 mét rưỡi hoặc 4 mét đó, hai cái đó đó. Bởi vì hôm qua là gặp mấy con chó nó không đua được. Nhưng mà nó nằm ở 4 mét. Nằm ở 4 mét á. 4 mét. Rồi, 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 rồi. Rồi. Ờ. Rồi bây giờ là cái đầu kia sao? Cái đầu kia bây giờ là ở tại ngã tư Nhân Thành. Coi luôn. Thì lấy luôn. Rồi, rồi. Cái mặt để điện nha. Rồi, ok. Rồi, ok, cả nhà thông cảm cho Lê Tuấn thì Lê Tuấn nghe điện thoại một chút. Rồi, và bây giờ thì cũng như Lê Tuấn đã nói rồi, test nổ thử. Và máy bây giờ về nằm đây. Rồi, ok nhá. Rồi, bây giờ Lê Tuấn xin dừng tại đây. Xin chúc cả nhà mạnh khỏe, là bạn gặp nhiều may mắn. Xin hẹn lại video sau.